Hiện tại thì chúng ta đang tập trung nguồn lực để sản xuất vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thử nghiệm bước đầu thì cũng đã có những tín hiệu tích cực. Trên thế giới, nhiều nước cũng đang cố gắng tạo ra vaccine. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế vẫn khuyến cáo tuyệt đối không được chủ quan ngay cả khi có vaccine. Biện pháp phòng chống dịch vẫn phải được áp dụng chặt chẽ mới có thể ngăn chặn được COVID-19. Mức độ đáp ứng miễn dịch của tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 của nước ta được đánh giá khá tốt khi sản sinh ra kháng thể đáp ứng miễn dịch gấp nhiều lần so với bình thường. Đó là thông tin vui cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế có chung nhận định miễn dịch cộng đồng sau khi tiêm vaccine sẽ không đến quá sớm. Các biện pháp phòng dịch vẫn phải được áp dụng chặt chẽ nếu muốn kiểm soát được COVID-19. Các nước mà hiện nay đang tiêm vaccine, dịch nó cũng còn rất là phát triển. Và người ta vẫn phải kêu gọi áp dụng các cái biện pháp phòng bệnh. Thế và họ vẫn đang phải giãn cách, vừa tiêm chủng vừa giãn cách. Chủ quan cho rằng vaccine là giải pháp tốt nhất để kiểm soát đại dịch COVID-19. Các nước sẽ có thể không còn tập trung vào công tác giám sát như xét nghiệm, truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch, vốn đóng vai trò quan trọng bởi bản thân vaccine cũng cần thời gian để có thể tiếp cận được với những đối tượng cần tiêm chủng và phát huy hiệu quả phòng bệnh. Tôi thấy nên nhấn mạnh rằng vaccine COVID-19 không phải là vũ khí tối thượng để chiến thắng dịch bệnh. Vaccine sẽ là một công cụ quan trọng để ứng phó với COVID-19. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta có vaccine có hiệu quả nhất, thì chỉ có vaccine thôi không đủ giúp chúng ta chấm dứt đại dịch. Chúng ta phải tiếp tục sử dụng các công cụ khác và các biện pháp phòng ngừa COVID-19 mà chúng ta đã có trong tay. Chúng ta cần tiếp tục cảnh giác và tuân thủ nghiêm khắc hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm. Ngay cả khi có vaccine phòng dịch thì tuyệt đối không được chủ quan. Các biện pháp phòng dịch vẫn phải là giải pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn COVID-19.